Xin chào các bạn, mình là Long. Năm nay mình 23 tuổi, mình đến từ Hà Nội và hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Hiện mình đang làm công việc PT tự do. Mình đã trải qua một vài mối tình. Tuy nhiên với cái tính cách ương bướng của mình thì mình vẫn chưa thực sự tìm được một ai có thể chịu nổi cái tính cách đấy của mình. Cho nên là đó cũng là lý do vì sao mình đến với chương trình này. Ứng cử viên lần này sẽ là hai cô gái với ngoại hình và tính cách khác nhau. Hằng Nhi, cô gái đến từ Cà Mau, sinh năm 1999, là một cô gái với mái tóc ngắn cá tính và sành điệu. Hiện đang kinh doanh thời trang online và là người mẫu ảnh. Và cô gái thứ hai, cũng sinh năm 1999, Bùi Thị Hoa, đến từ Đắk Nông, là một cô gái dịu dàng, đáng yêu, sở hữu mái tóc dài quyến rũ, hiện đang là chuyên viên trang điểm. Trên lần này, hai cô gái của chúng ta có chinh phục được tình cảm của chàng trai hay sẽ bị chàng trai cướp lấy trái tim một cách bất ngờ? Yêu lớp, hết lớp, họ sẽ là ai? Xin chào các bạn. Dạ, xin chào anh. Các bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Để em giới thiệu trước ha. Em là Hà Misa, hiện tại em đang làm chuyên viên make up và em 21 tuổi, và em đang sinh và sống ở quận 9. Em là Trần Hằng Nghi, em 21 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại thì em đang làm model với kinh doanh online. Thì các bạn đã xem profile của mình rồi, thì các bạn có thể nói một chút về cái cảm nhận của bạn đối với mình được không? Đối với em thì anh là một người khá đẹp trai và em thích nhất ở điểm của anh là lịch sự. Tại vì em cần tìm một người yêu biết đối nhân xử thế, biết cư xử với người lớn sao cho chừng mực nhất. Và để em có thể dắt về nhà hoặc là đi đâu giới thiệu anh, em cũng có thể tự tin dắt anh theo. Còn em thì ấn tượng với anh là anh cũng cùng như em là cũng là model. Với tính cách của anh là vui vẻ với lịch sự thì em thích và gây ấn tượng với em. Vậy thì bây giờ chắc mình xin phép nhé. Ai trước sau không quan trọng nhá. Dạ, em cứ chọn tự nhiên đi. Ok. Thì các bạn đưa tay ra sang một chút nữa. Em thấy bạn nam gần mình thì em cảm thấy khá là lạ. Và em cảm thấy giọng bạn nam khá là ấm áp. Lúc em nhìn xuống dưới tay thấy bạn nam ra bạn gái đi thì em cũng cảm thấy khá là buồn. Tại sao bạn nam lại không chọn mình nhỉ? Sau khi mình nắm tay bạn Nghi đi trước thì tất nhiên mình sẽ có một cái cảm giác hơi hồi hộp và có một chút e dè, cảm thấy có lỗi với cả bạn Hòa. Cái nắm tay của bạn Nam á, giúp em cảm giác như là có một chút sự mến ở trong đó, nên em cảm giác được một xíu tình cảm của bạn Nam. Thực sự thì mình có một cái ấn tượng rằng là hai bạn có một cái cá tính rất là mạnh về cả ngoại hình, cách ăn mặc lẫn cả kiểu tóc. Mỗi bạn có một cái vẻ riêng. Và khi mình thấy một bạn có một cái cảm nhận nó gần với mình hơn thì mình sẽ nghĩ rằng là cái mình muốn thử tìm hiểu bạn ấy trước. Mình ngồi đây nha. Em muốn chia sẻ thêm gì về những cái mối quan hệ trước đây không? Trước đây thì em quen, em có hai mối tình. Mối tình gần đây nhất khoảng cách là một năm. Cái mối tình đó cũng gây nhiều ấn tượng đối với em. Anh nghĩ sao về một cô gái tóc ngắn? Anh chả nghĩ sao. Anh thấy bình thường. Tại vì bình thường em thấy là những bạn nam rất thích cô gái tóc dài. Kiểu thức tha, thùy mị. Thế em nghĩ anh thích gì? Em thấy anh chọn em thì em nghĩ anh thích một người gái cá tính xíu thôi. Nếu mà nói về cá tính thì thực sự cả hai bạn đều cá tính, đúng không? Vậy chứ sao anh lại nắm tay em hẹn hò trước? Thì khi mà em nói về cảm nhận với anh thì anh cảm thấy cái cảm xúc nó gần hơn. Thì anh nghĩ rằng là ok, mình sẽ muốn tìm hiểu bạn ấy trước. Dạ. Thế gu của em nào? Em không quan trọng cái gu người yêu. Em quan trọng là cảm giác. Tại vì nhiều khi á, đặt ra một cái gu á, nhưng mà mình chưa chắc gì mình tìm đúng cái gu của mình. Đúng rồi. Nhiều khi mình quen cái, tự nhiên cái mình thích cái là mình quen rồi. Thế thì giống anh rồi. Anh không có người gu cụ thể nào. Anh thấy ngu ngốc nhất trong tình cảm là gì? Nếu mà nói về sự ngu ngốc thì anh nghĩ rằng khi còn trẻ hơn bây giờ thì anh tính cách nó hơi trẻ con, anh hơi ích kỷ.
anh hơi đặt cảm xúc của mình lên nhiều quá hơn với cả những người khác, thì vô tình là phá vỡ một số mối quan hệ rất là tốt đẹp. Anh nghĩ đấy là cái điều ngốc nghếch mà anh đã từng làm. Còn em thì sao? Em không thích một cái mối quan hệ mà nó bị lập lờ giữa người cũ. Lúc đó là kiểu phức tạp quá. Thế là cắt đi cái mái tóc. Không, nhưng mà lúc cắt lên thì em cảm giác thoải mái hơn. Nhưng mà anh thấy thì thực sự em để tóc này cũng hợp thật. Anh chia tay với người yêu anh là cách đây bao lâu rồi? Chắc được nửa năm. Anh cũng đang tận hưởng cảm giác một mình rồi. Có từng bị say nắng ai chưa? Kiểu mình không quen mà mình bị say nắng thôi. À thì cũng nhiều. Nếu mà chia sẻ thật thì cũng nhiều. Dạ. Anh hơi dễ bị say nắng nhưng mà được cái khá là rõ ràng. Cái gì nó ra cái đấy. Dạ. Em thấy anh Google File là hơi khó tính. Anh khó tính về mặt nào? Anh cầu toàn là, tức là nó định nghĩa cầu toàn là thể hiện qua sự khó tính ấy. Khó tính một cách vô tội vạ và đôi khi là hơi vô lý. Và đôi khi trong cái sự khó tính đấy thì anh lại khá là buông thả. Nếu mà anh hơi bị xuống tinh thần một tí thì anh khá là bừa bộn. Nhưng mà sau đấy thì anh lại phải mọi thứ phải rất là ngăn nắp. Nói chung là nó hơi mâu thuẫn một tí. Và đấy cũng là một cái điểm xấu anh hay bị mâu thuẫn. Vì qua cái vấn đề khó tính của anh thì anh chấm em bao nhiêu? Anh không chấm em. Không chấm em. Anh không chấm, anh không thích chấm người khác. Kiểu nêu một cảm giác á. Khi mà anh nói chuyện với em, nó tiếp xúc với em á. Tiếp xúc với em anh cảm thấy rất là dễ gần. Thực ra em còn nhiều điều muốn nói hơn, anh cảm giác thế. Nhưng mà anh nhìn em cũng có vẻ nhiều tâm tư đấy. Nhưng mà còn thực sự thì anh không thích chấm người khác. Anh chỉ cảm nhận rằng em là một người dịu dàng. Khác với vẻ ngoài của em. Không, vẻ ngoài của em thì anh vẫn thấy em hiền và dịu dàng, thấy bình thường này. Vậy anh có thích một cô gái hiền không? Ai chả thích. Dạ. Ai mà chả thích. Em có muốn chia sẻ gì thêm không? Anh có la lớn khi mà anh quạo hay gì vậy? Không, anh là cái người không làm thế. Khi mà anh thực sự mà giận thì anh sẽ lựa chọn là im lặng, nói thử. Im lặng đau lắm á, im lặng không nói gì là không biết. Thế à? Khó chịu lắm á, thả nói. Thì đôi khi nó cần cái sự khéo léo của người phụ nữ bên cạnh rồi. Dạ. Em muốn biết nhiều về anh á. Giờ nói ra thì không phải là khoe mẽ gì đâu. Nhưng mà đây là anh nói ra những cái thứ mà anh có thể làm được nha. Dạ. Thể thao thì anh biết rất là nhiều môn. Nhưng mà tốt nhất của anh thì nghĩ là gym. Tập gym. Và boxing. Wow. Còn anh biết nấu ăn, biết hát, nhảy nhót thì anh cũng có nhảy. Em có thể nghe một đoạn hay là một câu hát anh tặng em được không? Tại nó anh biết hát. Bây giờ anh thể hát một đoạn rất là ngắn của một người bạn rất là tốt của anh, cái bài này. Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh. Kìa nắng lên rồi, ngồi viết tiếp những câu chuyện mình, những câu chuyện của mùa đông không nghe, những câu chuyện xưa dường như đã khép. Em thích hát giọng ấm mà rung rung vậy. Yeah. Tại em hát cũng muốn được. Chết thật. Ông đấy mà nghe ông sẽ chửi anh đánh hát sai lời. Không sao đâu. Hay mà. Khá là thú vị khi mà nói chuyện với em. Dạ. Thời gian thì cũng hết mất rồi. Thì chắc anh xin phép nắm tay. Và có một cái ôm để chia tay. Thì tất nhiên mình cũng có một chút rung động ở trong đó. Thì mình cảm giác Nghi là một người có nhiều tâm tư, có vẻ hơi buồn trong đó. Tuy nhiên Nghi là một người rất là dịu dàng, rất là dễ gần, khiến cho mình cảm giác thoải mái, rất là thoải mái khi bên cạnh bạn ý. Bạn nam cho em một cảm giác rất là ấm áp. Em thấy hai người có một chút gì đó hợp với nhau. Và em thích cái cách cười với cái ánh nhìn của bạn khi nói chuyện với em. Khi mà Nghi bảo là Nghi muốn biết thêm về mình thì mình nghĩ rằng là Nghi cũng có một chút tình cảm cho mình. Và cái cảm xúc của mình cho Nghi thì chắc cũng
75%. Bạn nữ cùng tham gia chương trình với em thì hoàn toàn trái ngược với lẫn ngoại hình lẫn em nghĩ là về tính cách luôn. Nên em cũng hơi e ngại xíu, tại vì em nghĩ những bạn nam sẽ thích những cô gái nhỏ nhắn, những cô gái dịu dàng hơn chứ không phải cá tính kiểu như em. Ok, em mặc áo rồi. Em mặc áo rồi, bây giờ em mặc áo cho anh nha. Ok. Ừ, cài luôn cho đủ bộ. Rồi, ok. Đi, đi học đi thang. Em xuống trước đi. Có gì anh làm được đợi. Không? Ừ. Này, em đợi anh có lâu không? Không lâu mấy. Mình đi đường nắng đi cho nó đẹp anh ạ. Trời ơi, trời ơi. Chết rồi. Chắc là cho tay xuống dưới để mà trèo luôn cho nhanh. Cho cả người xuống rồi đi anh. Yeah. Bơi ra đi cho nhanh. Em đang tính đi học bơi, sang năm đi học bơi. Không sao, rớt là có anh lo. Anh ấy bơi hả? Anh ấy bơi. Em tính đi tập gym mà em lười tập gym, em nghĩ đi học bơi vui hơn. Ừ, bơi cho nó dài người ra. Ý là anh đang chê em người em ngắn đúng không? Ừ, bây giờ em mới nhận ra. Trời ơi, công nhận đấy, em. Đấy, nhiều rồi đấy, ok rồi đấy. Được rồi nhỉ anh nhỉ? Vậy nãy giờ anh em mình quay một vòng. Ừ. Thôi mình ở giữa đây xong mình nói chuyện. Thì đó mình không biết đi vào kiểu gì luôn. Em thấy anh bảo anh hơi khó tính là khó về như thế nào? Anh khó khi mà yêu rồi hoặc là có những cái liên quan đến cuộc sống của anh đấy khó thôi. Chứ còn ví dụ mình tiếp xúc với cả những người khác thì mỗi người một kiểu, làm sao mình khó với họ được? Người ta cũng có làm thì mình đâu. Đúng rồi. Em cũng hơi khó tính. Ừ. Em khó tính trong việc chọn lựa bạn trai, đến bây giờ em mới ế là như vậy. Ra thế. Ờ, tệ. Em cũng là một người Bắc nên cũng hơi ảnh hưởng một chút khó tính. Cũng là gốc Bắc à? Ừ. Em thì cần quan trọng nhất bạn trai em là phải tâm lý. Có một chút tâm lý chứ đừng có hời hợt quá. Hời hợt quá là không nên. Thế lại biết đối nhân xử thế là em quan trọng nhất. Tại vì em muốn đối xử nội ngoại đôi bên đều công bằng và đều. Mà không thì cái đấy anh ủng hộ chứ. Ừ. Mẹ anh có dạy một câu là rất là hay. Dạ. Là nếu mà cái đứa con mà nó không có hiếu với cả cha mẹ thì nó cũng không thể nào mà yêu thương mình được. Đúng rồi. Em đối với em là em cần phải đối nhân xử thế nhất. Ừ. Quan trọng nhất của em là như vậy. Còn mọi thứ thì đối với em là sinh ra đâu có ai hợp nhau đâu, đúng không anh? Đúng rồi. Thì mình cố gắng làm sao để có thể hợp nhau nhất có thể là được. Đối với em thích nhất là như này này. Anh không thích em ở điểm gì á thì anh cứ nói. Em sẽ sửa. Và em cũng vậy, tính em rất thẳng tính. Em sẽ nói là anh ơi em muốn như thế này. Thôi anh không lãng mạn đi, em sẽ nói là sinh nhật em cũng muốn có quà như người ta như này như là đó. Chứ em không có thể, em không giận hờn vu vơ và em tự nhiên em thấy người ta không lãng mạn em chia tay nhé. Kiểu vậy. Anh thì không phải là kiểu con trai mà mua nhiều đồ các thứ phô trương cho con gái, đúng rồi. Nhưng mà anh thường sẽ tìm hiểu xem họ thích nhất cái gì. Thích nhất gì? Đúng rồi, đối với em cũng vậy. Ví dụ như một người bạn gái thích son, thậm chí anh còn tìm hiểu xem con lì thằng bóng. Nghĩa là anh là một người tỉ mỉ. Ừ, rất là tỉ mỉ. Đó, anh xem là cái màu gì sẽ hợp với cả màu da của họ. Và vô tình anh tìm được cái màu mà họ thích. Là thậm chí họ chưa bao giờ họ nghĩ rằng nó hợp như thế. Hợp như thế. Đấy là đấy là cũng là lãng mạn. Lãng mạn của anh là rất là tinh tế đúng không? Chứ anh cũng không thích màu mè nhiều. Đối với em chẳng cần quà cao sang hay là gì hết. Tự như nhiều khi anh biết em đi là thích ăn món đó đi. Chỉ cần một buổi chiều anh tới anh mang cho em cái món đó em ăn là em cảm thấy nó đã làm lãng mạn và hạnh phúc lắm rồi. Tại vì người ta quan tâm mình thì người ta mới để ý những cái điều nhỏ nhặt đấy. Ừ. Nhưng mà anh hơi khác một tí. Nếu mà anh biết họ thích cái món đó, anh thường không đi mua cho họ, anh nấu cho họ. Anh biết nấu hả? Anh biết nấu ăn hả? Đúng rồi, anh biết nấu ăn. Em có sở thích làm gì? Em thích làm đẹp, em cũng thích nấu ăn. Ừ. Mà em nấu không ngon như người ta. Kiểu cứ thích nấu nhưng mà nấu lại không ra gì, buồn lắm. Nhưng mà em có từ bỏ hay là em học tiếp? Em vẫn làm chứ. Đúng rồi, anh em thế. Không nấu thì ai nấu cho mà ăn. Nên em phải tự nấu thôi. Không đau bụng là được đúng không? Ừ, không đau bụng là được. Thế sao nuốt được là được rồi. Ừ. Anh nói về ưu điểm của anh đi. Ưu điểm của anh thì anh khá là linh hoạt. Anh thích học rất là nhiều thứ, cái gì anh muốn học. Thường anh học những cái mà nó có liên quan đến nhau để cho mình đỡ cực. Nhiều khi đến việc mình có thể tự làm được, đúng không phải nhờ vả ai cả. Đúng rồi, anh giống em, tính anh giống em này. Em cũng vậy, những cái gì mình có thể làm được em sẽ học, cố gắng học. Nhờ ai mình cũng thấy khổ, cảm thấy phiền hết. Thì em cố gắng học để sao cho mình tự làm được. Cái gì mình tự làm được là tốt nhất. Đấy là linh hoạt đấy. Anh thích hát. Hát hả? Ừ. Được á.
năng động. Đôi khi vừa năng động đôi khi lại rất là trầm tính. Anh nó hơi mâu thuẫn tí. Đấy là chắc là đấy là điểm xấu. Tùy cảm xúc của mình. Đúng rồi. Em ai cũng vậy anh ạ. Sẽ có cái ngày mình rất là vui vẻ, có những ngày mình chẳng muốn nói chuyện với anh cả. Em cũng vậy mà. Nhiều ngày đi làm về cũng chỉ muốn ở nhà làm ăn xong rồi lại làm kiểu vậy đó. Xong rồi điểm xấu của anh là gì? Xấu của anh là hay mâu thuẫn này. Vậy thôi. Phải có điểm xấu gì đấy chứ. Cầu toàn nữa. Cầu toàn quá cũng không là cái tốt đúng không? Không phải tốt, đúng rồi. Nó không tốt tí nào đâu, nó mất thời gian lắm. Nhiều khi cũng làm con người mình mệt mỏi. Đúng rồi. Đối với em, người khác cũng mệt mỏi luôn. Điểm tốt của em á, thì cũng như anh, cũng chịu học hỏi, rồi vui vẻ, hoạt bát. Em dễ hòa nhập với tất cả mọi người. Nghĩa sao cũng được. Đối với em có điểm xấu là cái tô của em hơi cao. Hơi cao một chút thôi chứ cũng không phải gọi là nhiều. Rồi em sẽ hơi hiểu câu chuyện đấy, nhưng mà đến lúc đấy thì mình lại không hiểu ra. Nhưng mà sau câu chuyện đấy mình sẽ hiểu ra mình là người sai hoặc như thế nào, như thế nào. Điểm xấu của em là như vậy đó. Ở em nghĩ cái điểm xấu ấy là điểm xấu xấu nhất. Giờ không biết vô cái gì anh ạ. Hoang mang không? Đi thẳng này xong rồi rẽ qua bên này anh điều chỉnh cho. Em thì biệt danh là bé điệu. Tại vì em rất điệu. Anh thấy nguyên cái chữ điệu trên trán em luôn. Có nghĩa là không mà con gái điệu tí cũng được. Cho nó có màu sắc, nó có thú vị. Em thích sự chân thật. Em không thích em gặp anh rồi em cố gắng em trở thành một người như thế nào đó. Em muốn em gặp anh em là em. Và mai mốt em gặp anh dù như ở như nhà mặt mộc hay như thế nào em vẫn là em. Em tính xa thế. Thì đối với em là như vậy. Phải tính xa chứ. Tính hiểu phát là phải tính luôn. Phải biết là mục tiêu của hai người là như thế nào, xem có phù hợp được với nhau hay không. Như em á, em ở trên Sài Gòn em gặp rất là nhiều người luôn. Va chạm cũng nhiều người nhưng mà tìm được để một người mình để yêu á, rất là khó. Đối với em rất là khó, thật sự rất là khó. Tại chả ai sinh ra mà hợp nhau cả. Dạ. Ok. Nhanh thế. Nhanh, phải nhanh. Kinh nghiệm thế. Đâu để anh cười cho em. Thế chứ anh cũng có nhanh khác gì em đâu. Không, thế là hơi chậm so với bình thường. Nãy trong quá trình mình đi, mình đạp vịt với nhau, mình đi chơi với nhau thì anh chưa có cơ hội nắm tay của em. Dạ. Không biết là anh có thể nắm tay em một lúc được không? Tay em đang hơi đau mồ hôi chút. Thế giờ em có cảm nhận gì về anh? Em cảm thấy anh là một người khá là ấm áp. Rồi hôm nay có vẻ anh hơi run nên anh hơi ít nói đúng không? Có thể anh cũng hơi run. Anh gặp em run quá đúng không? Run rẩy chưa? Sắc đẹp. Chết mất rồi. Anh có cả nghĩ gì về em? Anh thấy em là một người rất là vui vẻ. Có vẻ như rất là mạnh mẽ đấy. Nhờ? Mạnh mẽ lắm. Mỗi tuổi nấu ăn sẽ cần phải sửa nhiều. Anh sửa cho em nhá. Để xem. Để xem à? Phải bảo ừ ngay chứ. Để xem. Để xem. Thì hôm sau sẽ rõ đúng không? Ừ. Sắp tới sẽ là sự lựa chọn của anh. Cho nên là bây giờ mình, anh nghĩ là mình nên ôm một cái. Ok, dạ. Khi mà nắm tay Hòa, mình cảm giác Hòa cũng có một chút ấn tượng tốt và có một chút cảm tình cho mình. Điều ở bạn Nam khiến em thích nhất đó là bạn lịch sự và ấm áp, cũng khá là tâm lý. Em cảm giác an toàn và em là chính em và em không phải là ai hết. Thực sự thì mình cũng là một người khá là điềm tính, chứ không hẳn là một cái người quá là vui vẻ. Nhưng mà dù thế thì Hòa lại đem lại cho mình cảm giác rất là thoải mái khi mà nói chuyện. Mình cảm nhận được có một cái năng lượng từ bạn ấy rất là tích cực và vui vẻ, hoạt bát, nói rất là nhiều, hơi bị áp đảo người kia quá. Thành ra mình chưa có cơ hội để mà bày tỏ nhiều. Tuy nhiên cái cảm xúc nó sẽ bị thiếu hụt đi một tí, thì chắc là khoảng 60-65%. Em cũng không tự tin cho lắm đâu. Tại vì bạn nữ quay chung với em thì của bạn đó cũng cảm thấy bạn ấy khá là xinh đẹp và khá là dễ thương. Nên em cũng 50-50 thôi anh ạ. Đã đến thời khắc của trái tim và lý trí. Nếu rằng chàng trai có thể nhận ra ai là real love và ai là fake love, khi mà cả hai cô gái đều cho chàng trai cảm thấy được sự chân thành từ chính họ, chắc chắn sẽ là một quyết định vô cùng khó khăn. Ngay từ đầu thì mình đã có một cái sự xác định nhẹ nhẹ rằng Hòa là fake love, còn Hy là real love. Tuy nhiên là khi mà được nói chuyện, được hẹn hò với cả hai bạn thì mình lại có một cái nhận định kiểu khác, rằng là có lẽ Hòa mới là real love. Nhưng thực sự tóm lại mình chả hiểu gì cả. Thực sự mình không thể đoán được, rất là khó. Và cả hai bạn đều rất là chân thành. Sau cùng thì mình vẫn sẽ lựa chọn theo cái cảm xúc của mình.
về phía ai nhiều hơn thì mình sẽ chọn người đó làm real love. Thì mình cũng đã có khoảng thời gian rất là vui vẻ để mà tìm hiểu nhau. Thì anh rất là muốn nghe lại một lần nữa bọn em nghĩ gì qua cái cuộc hẹn hò vừa rồi. Anh xin mời bạn Hòa trước. Sau buổi hẹn hò vừa rồi á, thì em cảm thấy hai anh em mình cũng khá là thoải mái và vui vẻ, cũng không có gì căng thẳng cả, đúng không? Thì đối với em, về anh thì anh là một người khá là ấm áp, vui vẻ, hoạt bát. Đến bây giờ thì em cảm nhận anh là tới tầm 80% người mẫu lý tưởng của em. Còn về sau, thời gian sau mình tìm hiểu với mình mới biết được rõ về nhau hơn, thì em cũng không nói trước được điều gì. Còn anh có cảm nhận gì về em không? Trước tiên anh muốn nói rằng là cái buổi hẹn hò vừa rồi rất là thú vị. Em là một người cực kỳ vui vẻ luôn. Anh rất là thích cái năng lượng đấy của em. Dạ. Em có nhiều màu sắc, em rất là tích cực. Dạ, anh cảm ơn. Và anh cũng nghĩ rằng là nó sẽ rất là vui nếu mà mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Mà anh có một cái này, nó em biết cái người típ người yêu chó và người yêu mèo. Em là người yêu gì? Em hả? Em là người yêu chó. Yêu chó đúng không? Dạ. Thì khi mà một người yêu chó và người yêu mèo, nó thể hiện rất là nhiều về tính cách của con người đó. Thì người yêu chó thường người ta sẽ vui vẻ, người ta cởi mở hơn. Người yêu mèo thì người ta sẽ trầm tính hơn. Người ta sẽ thích những thứ nó chậm hơn một tí, nó kiểu đấy. Dạ. Thì anh cũng đoán em có thể là người yêu chó. Dạ. Nhưng mà rất tiếc anh là người yêu mèo, rất tiếc anh là người yêu mèo. Và anh hy vọng rằng mình vẫn sẽ có thể làm bạn. Dạ, ok. Bởi vì anh đã đưa ra lựa chọn của anh mất rồi. Dạ, dạ. Và anh có một món quà tặng cho em. Dạ. Anh muốn mời Nghi quay lại. Anh muốn nghe cảm nhận của em về anh. Em thấy anh là không có đến nỗi mà kiểu khó tính như anh nói đâu. Em nghĩ anh rất hòa đồng. Thí dụ như nếu mà hai người mà yêu nhau á, thì em nghĩ á, là sẽ chấp nhận dù cái người đó như thế nào. Nên em nghĩ cái việc khó tính của anh thì không đến nỗi đâu. Cảm ơn em. Dạ. Sau cái buổi hẹn hò thì anh nghĩ sao vậy? Anh cảm thấy gần gũi, anh cảm thấy thoải mái. Mọi thứ nó nhẹ nhàng. Anh là người thích nhẹ nhàng. Và có một cái linh cảm gì ngay từ đầu thì anh có một cái cảm nhận gì đó bị cuốn về em hơn. Thì anh đã đưa lựa chọn của mình. Dạ. Bây giờ cho em hỏi anh nha. Ví dụ như nếu em là real love thì như thế nào và là fake love thì như thế nào? Khó. Anh nghĩ rằng là khi mà nếu mà real love thì đây sẽ là một cái nền móng cho một mối quan hệ mới, có thể tìm hiểu nhau để mà phát triển thành một cái gì đó chưa thể cụ thể được, tại vì nó còn rất là nhiều thứ khác để hình thành nên một mối quan hệ nữa. Còn fake love thì anh nghĩ rằng thoải mái mà, mình sẽ làm bạn bình thường nếu mà em cảm thấy anh thú vị để mà em muốn làm một người bạn. Thật ra thì em cũng có một chút ấn tượng, một chút cảm giác đối với anh là giống như là lúc đầu em nói rồi, khi mà hai người mà muốn tìm hiểu nhau thì quan trọng là cái cảm xúc ban đầu. Nói chung là em thích anh. Chà. Thật ra thì em cũng muốn chia sẻ với anh em là real love, bad love, yêu thật, yêu giả. Thật ra thì em cũng muốn chia sẻ với anh em là về fake love và real love. Thì mình nghĩ rằng bạn Hòa thì bạn ấy quá là hoạt ngôn, bạn ấy rất là tự tin, cho nên có thể bạn ấy là fake love, là diễn viên của chương trình. Vì ngay từ đầu bạn Hòa cho mình cái cảm giác nó hơi choáng ngợp một tí là khi mà bạn ấy bảo rằng là sẽ dẫn cái người con trai bạn ấy muốn hẹn hò về ngay với gia đình.
Em thích nhất ở điểm của anh là lịch sự. Tại vì em cần tìm một người yêu biết đối nhân xử thế. Để em có thể dắt về nhà hoặc là đi đâu giới thiệu anh, em cũng có thể tự tin dắt anh theo. Thường những người mà tìm kiếm tình yêu thì họ sẽ rất là khó để mà đề đạt cái chuyện đấy ngay lập tức. Còn về phía bạn Nghi thì khi mà bạn ấy nói cái cảm nhận về mình thì mình cảm giác trong cái lời nói đấy nó có chút thật hơn. Cái sự e dè là nó có hiện diện ở đó và bạn ấy có một chút gấp. Cũng cùng nghe mà cũng là model. Với tính cách của anh là vui vẻ với lịch sự thì em thích và gây ấn tượng với em. Mình nghĩ rằng là có thể đây sẽ là cái người real love trong cái chương trình này. Suốt một hành trình, từng cử chỉ, từng lời nói, hành động và ánh mắt, liệu chàng trai có nhận ra được ai là người thật sự thích mình và ai chỉ đến để đùa vui? Real love, fake love, ai là ai? Xin chào mọi người, mình là Hoàng Misa. Hiện tại mình tới đây để tìm kiếm được một người thật sự hiểu mình và đi đến được mối quan hệ lâu dài. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Hằng Nghi. Khi mà mình mất đi cái niềm tin đối với mối tình trước thì mình tham gia chương trình này cũng muốn là biết là mình nghiêng về phái nào, mình đặt tình cảm vào đâu. Em là Fake Love. Fake Love, Fake Love. À, ok. Vậy thì đây, món quà của anh. Em cũng có một chút tiếc khi là Fake Love. Nhưng mà nếu mà bạn chọn đúng Real Love thì em vẫn vui. Nếu mà nói về hối hận, khi mà em có tình cảm với bạn nam thì em nghĩ là không. Giống như là ăn khi đói mà mình yêu thì mình phải nói thôi. Bây giờ em muốn hủy vai trò là Fake Love của em để em được tỏ tình với anh. Anh có đồng ý không? Thật sự anh đang bị hơi hồi hộp. Ok. Anh hãy rụt lại tìm. Em tỏ tình anh mà em không cùng. Khi mà Nghi quyết định bỏ cái vai trò Fake Love để đến với mình thì đó lại là một cái điều khiến cho mình rất là vui và mình cảm thấy thực sự bị xúc động. Bây giờ em nói với anh em hủy vai trò Fake Love để em hẹn hò với anh á thì em nghĩ là lời nói chắc không đáng tin đâu. Nên em nghĩ là mà thôi anh nhắm mắt lại đi. Em sẽ hành động nha. Thế là đốn tim tôi rồi. Thường anh sẽ là cái người mà đi tỏ tình người khác. Cũng có người khác tỏ tình nhưng mà kiểu anh vẫn thấy run khi mà nó trực tiếp như này. Dạ. Nó hơi bị choáng ngợp ấy. Anh nghĩ anh sẽ đồng ý. Nó cái cảm xúc của mình nó hợp thì ok, mình sẽ tìm hiểu nhau. Dạ. Để xem mọi thứ đi đâu. Ok.